Xin chào mọi người. Thì hôm nay bây giờ mình đang chuẩn bị làm cơm cho ông xã ăn, nên là hôm nay nhà gia đình nhỏ của mình chỉ ăn taco. Là taco là cái món của người Mexico đó mọi người. Thì Mexico, cái thực phẩm của Mexico nó cũng na ná như thực phẩm của Việt Nam vậy đó. Nó cũng mùi vị cũng bỏ mùi vị giống 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 tương tự như Việt Nam vậy đó, nên là ở nhà mình cũng thỉnh thoảng hay ăn taco. Con trai của mình thì cũng rất là thích taco, nên là hôm nay mình làm cho ông xã taco bò nha mọi người đó. Bây giờ thịt thì mình để trong, mình mua cho mình để trong ngăn mát, và mình lấy ra thì cái thịt này thịt này rất là ngon. Đây đây mọi người, thịt này thịt bò bò mà nửa mỡ nửa nạc nè mọi người đó. USDA choice, loại này thì là loại đặc biệt, loại này rất là ngon nha. Đó đây mọi người, đó cái miếng thịt bò nhìn ngon ghê không. Miếng thịt bò này là 12 đô 38 nè, mình mua ở Walmart. Nó nhìn rất là ngon, cái dạng mà mềm, thịt mềm. Thường thường thì mình hay mua về nấu bún bò, nhưng mà mấy bữa nay ăn bún bò hoài cũng ngán. Thì ông xã cho nói thôi lấy làm taco ăn. Bây giờ thì mình sẽ xắt cái thịt bò này ra. Thịt bò này nhìn rất là thơm ngon luôn đó. Tại vì mình với ông xã thì chắc không có ăn hết nhiêu đây, nên là làm xắt một nửa thôi, còn một nửa chừa lại để coi thôi xắt ra được nhiêu. Cái này là phải xào, là giống như là xào lửa lớn á mọi người. Lửa lớn mà thiệt là nhanh đi, đảo cho thiệt là nhanh đi nha. Đó. Đó thì mình xắt giống như vuông vuông như vậy nè. Lửa lớn mà thiệt đảo thiệt nhanh đi. Cái taco bò này nó cũng nhiều nhiều dạng lắm. Có dạng taco bò mà giống như là thịt mà để làm thịt mà bò họ xay ra sẵn á, cái đó làm cũng ngon. Mình thường cũng thường làm cái đó lắm, nhưng mà cái đó cũng ngon. Mọi người biết sao không? Ăn taco là được có một cái là mình dễ dàng đưa rau đưa người nhiều, ăn rau nhiều lắm. Taco là ăn rau nhiều lắm. Sắc gì vậy đó, nè, vuông vuông vậy đó. Vậy là xào tươi luôn, không cần ướp gì luôn. Hoặc là ướp chút xíu, ướp xong rồi mình xào liền, chứ cũng không có cần mà để cho nó thấm, tại mình xào thiệt là nhanh. Đó thì bây giờ mình sẽ làm cái nước sốt để mình ăn chung với lại cái taco. Không phải, để mình ăn với cái chip này. Đây, có cái chip này đây mọi người. Thì mình sẽ làm cái sốt là bơ với lại cà chua. Ở đây mình có bơ nè, bơ này rất là ngon. Thì mình sẽ lấy ra cà chua rồi thì mình cắt sẵn ra, tại mình rút gọn bớt cái video đó. Nhìn bơ ngon không? Thật ra là bơ trái cây ở Mỹ còn ngon hơn trái cây Việt Nam đó mọi người. Mọi người biết sao không? Bơ cái hột nhỏ xíu mà bơ sáp ngon lắm, còn ở Việt Nam á hiếm khi nào mà mua được cái trái bơ mà ngon thiệt. Bơ sáp bơ này kia chứ về để cái nó chai cứng à, không biết sao nha, không ngon được luôn á. Còn bơ ở đây là 10 trái như chục, ngon lắm, mềm dẻo mà ngon dễ sợ luôn. Cái hột nhỏ xíu xíu à, bơ Việt Nam muốn ăn bơ ngon là phải bỏ tiền ra mắc một chút, mày mua về nhiều khi còn bị sượng, nó gắm sao mà nó cứ ngắt à. Mình dùng cái thố này để trộn cho nó dễ. Mình bỏ vô máy cũng được, nhưng mà có hai chồng mà ăn cũng ít chứ không có nhiều, nên là trên trộn trên dùng cái đĩa nghiền cái này ra luôn. Còn không là bỏ vô máy quay á mọi người. Nhanh lắm. Nếu mà làm nhiều nha. Mình thấy những món mà của người Mexico á, món nào họ cũng hay bỏ bơ lắm. Bơ với cà chua, hai cái món sốt là khai vị lúc nào cũng có. Nhà hàng Mexico khai vị là lúc nào cũng có hai món đó. Đó, nghiền như vậy là được rồi, không cần nhuyễn lắm. Bây giờ chúng sẽ bỏ ở đây, là cái này là hành trắng á, hành tây chứ, hành tây trắng mình băm nhuyễn rồi mình bỏ vô, trộn vô luôn nha. Đó. Ở đây thì
cà chua. Cà chua cũng Trinh cũng băm băm nhuyễn, Trinh lại xài ở đây một ít, còn một ít lát nữa mình bỏ trên taco mình ăn với taco cũng ngon. Một trái cà chua nó mình trộn cho đều. Ở đây là Trinh có là cái rau, rau này rau ngò nè, ngò rí của mình á, mình sắc nhỏ nè, bỏ vô luôn. Bây giờ mới dắt chanh bỏ vô, giờ là ăn được rồi. Bỏ muối, bỏ chút xíu muối, chanh, muối đây, bỏ tí xíu muối vô. Đây thì Trinh có chanh, à quên nữa, phải bỏ cái ớt, cái ớt xanh đây mọi người, ớt xanh của Mỹ đây, của Mexico đó, bầm nhuyễn bỏ vô luôn, nó có mùi nồng nồng ngon lắm. Rồi sau đó Trinh sẽ dắt chanh vô. Nó quậy lên. Vậy là được rồi đó. Ăn chua nữa thì dắt thêm chanh. Đây thì ăn taco thì không thiếu cái cải này nha mọi người. Cái cải này là ăn nó ngon hơn là cải salad. Ăn taco, ăn taco thì nó ngon hơn cải salad. Đó, tại vì nó giòn á, bỏ ăn chua taco nó sừng sực, ngon lắm. Đó. Mình cắt như thế này rồi xong cái mình rửa đi, rửa thiệt sạch đi nha. Bây giờ thì Trinh sẽ cái nướng cái bánh taco trước. Đây Trinh có cái hiệu bánh này đó, bánh này thì ăn cũng được, ăn cũng ngon. Mà ở nhà người bạn người Mexico á, bây giờ Trinh bắt chảo lên nha, cho nó nóng thiệt là nóng đi. Ở nhà chị Mexico là chỉ tự làm cái bánh này luôn, chị không có mua nha. Nó còn mình thì mình đâu có biết, là cũng làm cũng được đó, nhưng mà cũng không có ăn thường xuyên nên là cũng không có làm ăn. Cái này mình mua hình như $4-5 gì đó. Bây giờ mình cho chút xíu dầu ly thôi đó, nghiêng cái chảo cho nó nóng, chút xíu dầu ly thôi. Tại ông xã Trinh cũng không có thích ăn dầu, không có thích chiên cái kiểu mà chiên giòn kia, Trinh thì thích cái chiên giòn. Nó chờ cho dầu nó thiệt nóng rồi cái bỏ vô. Giờ dầu nóng rồi cái mình bỏ cái gì, cái miếng này vô đó, mình để vậy cho nó chín rồi mình lật lại bên kia. Cái này bánh này là nó đã chín rồi, mình chỉ nóng làm nóng lại thôi. Nó nóng phồng lên nha, cái mình trở bên này, cái này hơi nhiều dầu, ông xã không ưng đó. Nó phồng lên vậy đó. Bỏ tiếp cái nữa, không bỏ dầu thêm nha. Cái này hơi nhiều dầu đó. Nó mình nướng đủ ăn thôi. Nó như cái này là ít dầu nè, như vậy là ngon nè. Đó. Sẵn đây bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên để mình xào cái thịt bò luôn. Đó, bây giờ thì cái mình muốn làm ba bốn cái gì của mình ăn đó, mình làm thành cái vuông là như vậy nè cho mọi người xem. Tại vì nó cần phải nhiều dầu mới làm được như vậy, dạng như là chiên giòn á. Bây giờ mình bỏ dầu vô đó, bây giờ mình bỏ vô đó. Cuốn nó này vậy đó, cái chiên giòn nó sẽ được. Đó. Nó vàng vậy là được rồi nè. Để lên nè, cho nó khô. Chảo này hơi nóng thì mình bỏ dầu vô. Cái này dầu ô liu. Chút xíu dầu thôi, tại vì bò nó hay ra, nó ra mỡ đó, mình không có bỏ dầu nhiều nha. Ồ nóng. Để dầu một bên, mình trở bên này. Đây dầu nào nóng rồi thì mình cho cái này là củ hành tây trắng đó mọi người, mình bằm nhuyễn mình bỏ vô đây. Cho hành nó vàng, bớt lửa cho nó hành nó vàng đi, rồi mới bỏ tỏi vô sau. Tỏi thì nó mau vàng hơn là hành.
Đây mọi người, chảo mình đã cái hành tây với lại tỏi nó vàng rồi đó. Bây giờ mình cho thịt bò đi mình xào. Cái này xong. Để lớn lên nha. Xài thì phải nhanh. Ở đây thì mình có cái gói gia vị taco nè mọi người. Đó, thì thường thì mình không có xài hết một gói, tại vì cái nhiều thứ lắm nó nồng quá mình không hết, mình xài thành một phần một gói thôi, nên là mình bỏ thêm miếng muối nữa. Cái gói đó là nó có đầy đủ gia vị. Thêm tấm được rồi. Nếu mình thì bỏ miếng muối nữa cho vừa ăn chứ không có bỏ bột nêm gì thêm nha. Có ấy thì bỏ đường, nếu mà mặn hơi mặn thì bỏ cái xíu đường nữa là được rồi. Giữ ít nhé. Dạ. Chưa nấu xong là chưa đồ ăn dọn đồ ăn xong là ông xã giúp mình bỏ đường chén bát rồi vô máy mấy rửa chén đó. Bây giờ mình phải để chuẩn bị ăn rồi đó. Lôi ra cứ thấy mình nấu cực khổ là bắt đầu kiếm ra cho kiếm chuyện để kiếm việc để giúp mình không à. Xong rồi đó, thơm quá. Wow, nó thơm. Thơm ngon lắm mọi người. Hi mọi người. Hello everybody, can you see me? Ông xã đang có việc cần đi nên là ông xã hối. How come I don't see your face, Kitty? Where's your face? Hold on. I see your lips. Đây, ngồi cho ông kêu ăn liền luôn đi, không có đem lên dọn dẹp gì. How do I look? Look good? Ngồi dưới bếp ăn luôn mà. Okay, you want chips? No, I don't want chips. You don't want? No chips. Okay, cool. I'm eating healthy. No chips. Don't eat chips. They're bad for you. No chips, không có tốt. Yeah, that's your. Look, see? I just like it lightly toasted. Like, yeah. Stick in the frying pan with almost no oil. Right? Right. Not like this. See that? Full of fat there. It's... Yeah, chip. Good. Avocado, you should try. Okay, avocado, I tried. No, I put it in my taco. Mmm. See? You put taco, and then you put tomato in. Mm-hmm. A good idea. Okay, then you put salad in. And then you put onion. No, not too much onion. And then you put meat. Excuse me, baby, I don't want onion. You don't want onion? No. Yeah, red onion? No. Yeah. Okay, so mình... Okay, see? Oh, look at that, how beautiful that looks. Good. Okay? And I'm in a hurry. I gotta go work in 10 minutes, so... No. Bon appetito. Buona. Oh, somebody asked you, you are Italian, yeah? Mình bỏ hành lá nữa, có hành lá với lại củ hành tím bỏ vô nè mọi người. Hành tím sắc nhỏ. This is my taco sauce. Oh, you want? I saw it. I'm sorry. Mặn? Yeah. That taco sauce. See? Zapato. Zapato. Đó, bây giờ... Mexican. Đó, mình bỏ rau với lại salad rồi ở dưới nè. Hành lá, củ hành tím mình sắc vuông vuông như thế này. Đó, thì giờ mình bỏ thịt bò lên. Giờ ăn cái này luôn. Well, nice. Bỏ sốt lên luôn. Yeah.
Good. Very good. Really good. That's not normal. Ngon quá. Là bếp good hả? Beef recipe, thanks to our friends in Seattle. That bitch is rich. That's really juicy, this meat. Good meat. Was this the choice meat we got? Bò ngon ghê. Mềm chậm mà. Xào lửa lớn. Wow, good meat. Okay. Bỏ hành tây vô. Hành lá. Ok, bye bye honey. To make it. Let me taco. One taco. Okay. One dish. I roll this back. That's a drop of lettuce. Okay. And that's it. Okay, I gotta go, guys. Oh, what's that say? Okay, I make taco for you. Okay, sau khi làm xong cho ông xã thì bắt đầu bây giờ mình ăn thôi. Bye bye, honey. Bye bye, honey. Thanks for the great dinner. Sorry I couldn't stay longer. Yeah. Have a good time. Cái bơ này là ngon lắm. Bơ này ngon lắm mọi người. Ông xã nói không ăn với chip. Chip ăn không có tốt. Dầu mỡ nhiều. Đó, thì mình khỏi ăn chip luôn. Good, hả? Really good. Đó là. Ngon quá mọi người. Cô họ có người họ bỏ mấy cái chia phô mai á, họ bào nhuyễn họ bỏ ra cũng ngon. Là mình không thích. Ngon quá. Cái sốt bơ ngon thiệt không? Nó đỏ mà chiên giòn như vậy đó. Nó có hình nè. Ở giữa nó giòn ngon. Ông xã không thích giòn nhiều thì ăn chiên mềm không? Where's my lunch go? What? Where's my lunch? Oh, here. Okay, bye bye baby. Bye-bye. Mà hành vô nó nồng nồng. Cay cay. Mà cái sốt thì chua chua. Quá xà đá luôn. Thường nếu mà không làm sốt như vậy thì Trinh hay bỏ sắc bơ ra từng miếng á, rồi bỏ dọc lên theo. Rồi cà chua cũng sắc hột lựu vậy đó, bỏ dọc lên ăn cũng ngon. Mà làm sốt thì ăn cũng ngon nè. Nghĩ là làm sốt là ăn với cái chip đó thôi.
Ok, cũng no rồi mọi người, 3-4 cái là no à. Ok, video của mình đến đây xong, xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo. Và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh Giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật là may mắn. Bye bye.